Hai con gái của mẹ. Nghe con gái mẹ. Rồi đâu về ạ? À? Ăn gái. Gái đâu về ăn gái? Còn bà cố dắt ra tàu hả? Nói dắt bà chứ hả? Trời ơi, công an đâu dép kìa, có thương không? Dắt đi ra tàu á, đi ta ngay tàu nó quẹt sau là nó đúng nó chờ. Trời ơi. Trời ơi, ướt hết trơn. Cái gì ướt? Hồi nãy mới mưa, hồi nãy lúc ngủ. Trời lớn mà. Hồi nãy lúc ngủ mưa. Ừ. Tao hay cắm vô sạc pin con các bạn. Please. Please. Sao con nói nè, con nói nè, chạy đi. Con nói nè, nhìn mẹ đi, nhìn mẹ đi. Nó bây giờ kêu nó nói gì nó cũng nói hết á. Có ăn mới cho nó mới nói. Chạy đi. Sao? Chạy đi. Coi coi nằm à, nằm. Tự nhiên cái bình yên thì không chịu, tự nhiên đi nằm kiểu đó. Có không? Nằm vậy là bình thường á hả? Nó nghe nè, cái bình trà đó rồi, mở bình trà lên nhãn bản coi. Phải giữ ra. Đi đâu? Đi đâu nữa? Đi đâu ra ngoài hả? Không, đi mở cái bình trà ra đây, mở bình trà hát nhảy bản nè. Nè, nhảy đi. Rồi, nhảy nè. Đó, hay nhảy đi con. Bỏ xuống đất, bỏ xuống đất nhảy, bỏ xuống đất nhảy, bỏ xuống đất nhảy. Đó, nhảy đó. Nhảy đi con. Yes baby. Hello. Gì vậy? Ba gọi sao mẹ bắt máy không được đây chứ? Rồi hát đi. Hát đi, hát đi, hát đi. Cái gì vậy? Ăn gì vậy? Đây, đây, đây. Làm sao? Cởi dép ra hả? Cởi dép ra hả? Con tự cởi đi. Con tự cởi dép ra đi con. Cởi đàng hoàng chứ không có nhăn, không có nhó. Con nói mẹ cởi dép giùm con. Đúng rồi, giỏi quá. Nói lại nè, mẹ cởi dép đi cho con nha. Con nói đi, mẹ cởi dép ra. Ra đi con. Giùm con. Đi đi, mẹ cởi ra. Rồi, mẹ cởi ra, vỗ tay. Trời ơi, giỏi quá. Ôi, ôi, giỏi. Đây nè, mẹ bồng hả, mẹ bồng, đây nè, mẹ bồng. Không biết bồng bao nhiêu bao gạo rồi. Đúng, trốn hết biết bao nhiêu nghìn đô rồi. Hả, mà nói được mấy chữ, hả? Nè, nè, chào cô chú đi, con chào cô chú đi. Con nói cô. Chú. Chú. Ơi. Cháy. Nè. Nè nè nè, nói nè đi. Trời ơi trời. Bữa nay là dạy nó nói cái gì là nói cái đó. Ừ, con nói tóc. Nói đi, tóc. Con nói tóc đi. Trời ơi, rưỡi ơi. Rưỡi. Trời ơi, bữa nay nói mơ mốt mà vài tháng nữa là chay nói được nhiều đó cô chú. Mơ mốt mà 21 tháng là chay nói được nhiều rồi đó. Dễ không? Dạ. Con nói mẹ. Mẹ. Ơi. Ừ. Con. Muốn. Vẽ. Vẽ. Rồi lại lấy nha. Rồi lấy đi. Yeah. Vẽ không? Sao? Vẽ. Dạ. Rồi xuống đây vẽ nè, đứng xuống đây vẽ nè. Rồi đứng ra vẽ đi, vẽ xuống đây nè. Rồi, vẽ nó đi. Rồi chưa, màu đó màu gì? Màu đó màu gì á? Con nói đi. Blue. Đúng rồi.
Oops. Đây, đừng có đi ra ngoài nha, đừng có đi ra ngoài nha. Đứng một vòng đây thôi. Mày dọc nước không? Chơi dọc nước không? Mẹ lấy ra cho chơi dọc nước nha. Dạ đi con. Con nói chơi dọc. Nói đi, dọc nước. Đúng rồi. Đó, vô chơi dọc nước đây. Em đâu, em bé đâu? Con nói đi, em. Con nói đi, em. Thế tự ngẫm. Trời ơi, coi, được rồi không? Nhúng con nó xuống cái lay lay nước ngậm lên. Yêu. Ồ ồ. Dơ quá trời ơi. Con khát nước, mày lấy nước uống. Trời ơi, có cái ly nữa nè, đã chưa? Thôi thôi, đây, cái này không được. Cái này với cái này là không được. Chơi chung với nhau. Con chơi chung vậy là ướt phấn. Rồi sao? Giờ muốn chơi cái nào chơi một thứ thôi. Thích cái nào đi chơi một thứ thôi. Rồi sao? Mẹ bồng con hả? Sợ dơ chân phải không? Dơ chân phải không? Tại sao đi ra ngoài mà không mang dép vô? Đi vô mang dép vô. Đi. Đi lấy dép mang vô. Rồi chiếc dép rồi, chiếc dép bé bé xinh xinh của con rồi. Để vô mẹ vô mày lấy. Đứng ra đi. Đứng đây mẹ. Ngồi xuống đây mẹ ngồi mày lên mày vô lấy dép cho. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống cái bậc này nè bà. Ngồi xuống cái bậc này nè. Chị đâu chị? Rồi xách giỏ, xách giỏ đi em muốn quýnh không? Nhìn hết cái vỏ đi là muốn quýnh rồi. Đi đâu á? Đừng nói đi ra tàu nữa nha. Đừng nói đi ra. Sao? Nè đi đó, đó ra ngoài đó ngồi xuống. Lấy phấn vẽ, vẽ cho hết cái đường này luôn. Ê bữa nay sao mấy con vịt đi đâu mất tiêu chay? Hả bữa nay mấy con vịt đi đâu mất tiêu rồi? Nó đang đứng kiếm vịt đó. Nói mẹ nghe coi mấy con vịt bữa nay đâu mất tiêu rồi. Vịt đâu chay? Vịt đâu mất tiêu rồi? Đó, muốn kiếm đó, kiếm để đuổi đó. Bỏ xuống để kiếm đuổi vịt đó mà vịt không có để đuổi đó cô chú ơi. Chăn vịt viết dạo này ế quá. Hả chay? Chăn vịt cái bị ế quá rồi. Đó, không có vịt luôn rồi. Vịt đâu? Đang đi kiếm đó, đang kiếm đó. Đó cái mặt tìm kiếm đó, cái mặt đang diễn đó. Đang diễn đi tìm kiếm vịt đó. Không, đi từ từ không có chạy. Ủa đi đi ra đây làm chi đây? Hả? Ngồi đi, ngồi bỏ chân xuống nước đi. Hả? Ngồi bỏ chân xuống nước đi. Ê, con nhớ hộp phấn con để đâu không? Con để hộp phấn trên bờ kìa. Để hộp phấn trên bờ kìa. Đi ra lại lụm hộp phấn đây để ai mấy con vịt lấy hộp phấn giờ đó. Từ từ thôi nha, đi từ từ thôi. Không có chạy. Mình đi trên cái này là mình không có chạy. Rồi đi đi. Đi lại lấy hộp phấn đi. Hộp phấn đằng kia để đằng kia kìa chứ để lấy mấy con vịt lại lấy hộp phấn giờ đó. Đó, đúng rồi. Dữ nha. Đúng, vậy mới đúng nha. Về đi đâu nữa? Về đi qua nhà hàng xóm nè. Ê, đi đâu á? Rồi, thấy người ta. Hộp phấn đó con phải cầm theo chứ con đâu có được bỏ xuống hoài vậy. Đang đứng suy nghĩ chuẩn bị làm gì. Vậy đâu? Không biết đi đâu hết hả? Chơi vơi giữa chơi vơi giữa bốn bể không biết ra đâu là bờ hả? Ủa, màu đó màu gì á? Blue. Đúng rồi, du. Giờ là chơi đang làm họa sĩ đi vẽ dạo. Mẹ cảm ơn con nha. Rồi, về chơi đi. Tự nhiên lụm cọng cỏ đưa đây. Màu đó màu gì á? Màu gì? Blue. Màu đó màu gì? Con nói blue. Nói blue đi. Nói blue đi con.
Blue. Thank you. Ê ê ê ê ê. Không được ăn nghe chưa? Không được ăn nghe chưa? Bậy nha. Khùm xuống lụm cái vỏ thấy bắt cười. Thôi coi con vừa đi con vừa rau đi cháy. Ai dễ dạo không? Rau đi cháy. Ai dễ dạo không? Nãy giờ éo cô chú rồi hả? Giờ không ai, không ai kêu đi dễ dạo hết. Có thấy đồ chơi của ta. Kêu đi cháy. Có khách kìa kêu đi. Ai dễ dạo không? Mình đi ngang qua mà mình thấy khách là mình phải kêu lên con hơi không? Không kêu là người ta không biết mình đang làm gì. Kêu đi con, kêu ai dễ dạo không? Kìa chay chó, kìa chay chó, kìa chay chó sau lưng con kìa. Hi, good, how are you? Chay đi, say hi. No, 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 I won't let him jump on you. I won't let him jump on you. Gì mèo bông con hả? Đó, 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 dẹp. No. Was burning. Thôi ướt ướt cái đó ướt không ngon. Cái đó. Ướt. Hi. I'm gonna unplug it right here. Where's the Happy Birthday America go? What happened? Oh, the rain washed it. He likes the watermelon. Oh yeah. Ooh. Jump up there, JD. Jump up. Look. See? Nhảy lên đi. Lên đi kìa. Bỏ 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 cái phấn xuống, bỏ phấn xuống. Yeah, đúng rồi. Good job, JD. Can you jump off? Jump off. On this. On this. Wow! Stand up! Stand up! Ride it like it's a fun! How you doing? Oh, you look pretty. Thank you. Rồi đó, xong rồi nó xách vỏ về. Y như mà tám vậy chứ bạn. Ê, không được đi ra ngoài đó nha. Đó là bậy đó, đó là quá xa, em đi xa quá rồi đó. Oh wow. Ê, không ăn phấn nha. Đi ngang thọc cái tay lấy miếng phấn ăn nữa chứ. Bỏ phấn xuống đất con, bỏ phấn xuống đất đi. Bỏ phấn xuống đất, đúng rồi, bỏ xuống đất, đúng rồi, good job chị đi. It's too tall. JD, you wanna jump? Can you show her how to jump from one to another? Yay! Oh yeah. Tự nhiên đưa dép người ta chi trời. Ý kêu mang dép vô đi đó, mang đi dơ chân đó. Ừ, nó sạch lắm. Ready,
okay or not. Mm-hmm. Không, chơi chơi không chịu chơi đó rồi, chơi ngán rồi. Ngán rồi, xách chỏ về. Nó cho đó, xe đó, xe phấn đó. Vẽ đi chơi. Wow, vẽ đó. Nói thôi, giờ tôi ngán chơi đó rồi, giờ tôi chỉ đi vẽ thôi, tôi đang đi kiếm sống mà sao tự nhiên. Sao tự nhiên bắt tôi ghé vô chơi cái này rồi mà mất thời gian, tôi không có tiền ăn ở nhà kìa, bắt đi chơi gì chơi cái đó. She's chocolate. Yeah. Rồi đi về con. Sao? Đây mày chùi miệng cái coi. Đi về con. Wow, 1, 2, 3 đi, đếm 1, 2, 3 đi, they say 1, 2, G, and then she gonna jump. Hi. I have 2. À, muốn ấm đó, trời ơi, muốn nhỏ nó ấm đó. You been having a good time? Yeah. It's good. Whoa! I just got. Are you coming with me? Coming what? Yeah. Đi về con ơi, đi về đi, chị đi, chị đi rồi kìa, thôi đi về đi con, đúng rồi. Quyết tâm không bỏ cái giỏ luôn ha. Cái giỏ mình nghề mình kiếm sống mà sao mình bỏ được? Daddy, you want to go on a boat ride? Yeah. No? That's okay with you. Oh, that's mine, Mom. So you just send it right over there by that blue one. Yeah. So let's go around the white one. Okay. Yeah. Can you hang out with me? JD. What are you doing? Sure. The cutest. Thank you. High five. Yeah, chalk. Sarah, look. Ơ trời ơi. Rồi, rớt phấn rồi. Lụm vô. Nữa, rớt nữa. Đi ra đây với mẹ nè, đi ra đây với mẹ nè. Đi đường này chứ đừng đi đường kia. Đi đường này nè. Từ từ té. Ba đâu rồi, đi ra kiếm ba coi. Ba đâu con? Không biết ba đâu hả? Ba đâu rồi? Sao? Đó. Rớt rồi, lụm vô. 1 2. Rồi dưới chân nó kìa, dưới chân nó kìa. 3 3 4 dưới chân nó kìa, nó vô gần dưới nó kìa. 4. Giỏi quá. Làm sao? Đường nào, đi đường nào. Thôi đừng có chạy qua đằng kia. Đừng có đi chạy lên kia. Đừng có chạy lên kia. Đứng đây thôi. No. Đó, đập ngang. Nay là cứ no hết nha. Đó, coi đi tướng kìa. Đó. Sợ không? Sợ. Sợ chưa? Nó mà nghe ai bắn gì cái đùng là nó đứng lại là nó sợ. Kiếm cái body lore stone chạy. Body lore stone. Có ở nhà không? Ủa, sợ không? Sợ không? Ai bắn à? Con sợ không? Sợ tốt. Rồi lấy cái đó ra cho con đi ha. Ai biết đâu đồ người ta để đó sao mày lấy được.
Né né cỏ, né cỏ. Đỏ, đỏ. Chạy lại mẹ đi, chạy lại mẹ đi, sợ quá. Sợ quá, chạy lại mẹ đi. Ê. Sợ quá, chạy lại mẹ đi. Con nói sợ. Sợ. Đúng rồi. Sợ. Đi ra nhà đi, đi, đi. Ờ đi ra, tao cho đi đi, mình tao bắn cái đùng. Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Chạy theo bà đó chi trời. Chạy đi. Trời tự nhiên khóc nữa kìa, chạy theo khóc nữa kìa. Trời ơi làm gì vậy? Cái lương vậy? Chạy đi. Trời ơi vô duyên. Bà lấy đồ chơi của nó hay gì? Chạy đi come back. Trời ơi đứng khóc kìa. Trời ơi đứng khóc kìa. Chạy đi come back. What you doing? Chạy. Hai con này nó lạ. Come come come. Phấn của con kìa, phấn kìa, mất phấn rồi kìa. Con bye bye đi, bye bye đi. Bye bye đi chị, tự nhiên đi theo tay chị. Chạy đi. Come back. Đi về con. Tự nhiên đi ra ngoài lụm lá. Đi về con. Đi 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 vô lại đi. Đi vô lại. Đi 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 no, no. Đi. Đi vô kìa, nắng quá kìa, đi vô đi, nắng quá. Đi con. Một, hai, ba, con phải đếm một, hai, ba. Một, hai, ba. Đúng rồi. Một, hai, ba. Đúng rồi, ba. Wow, thải xa dữ ta. Thải xa quá ta. Con nói nè, mày chỉ con nói nè. Mày chỉ con nói nè, con nói đi. Cỏ. Con nói nè, cỏ. Nói đi. Nè, nói nè. Nè, 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 đó, con nói nè, cỏ. Nói đi. Không nói. Phấn hồi nãy con để đâu con nhớ không? Con nhớ hồi nãy con đi, trước khi con đi con để phấn ở đâu không? Hello. Nói say hi nè ta đó. Phấn để đâu? Hồi nãy phấn con để đâu? Nói mẹ nghe coi. Phấn để chỗ nào? Thôi thôi đừng có chạy lại chỗ con kia nha. Tê. Đừng có chạy lại chỗ con kia, mấy người đó hút thuốc đó. Mấy người đó hút thuốc bằng làng chi. Đây, đây, đây lụm phấn đi kìa, phấn ở đằng kia kìa, lại lấy phấn đi. Không chơi với phấn nữa hả? Đúng rồi. Rồi, rồi đem phấn về nhà cất đi con. Đem phấn về nhà cất đi. Rồi, gài dép lại. Mang dép lại. Đi giữa đường xúc dép rồi đó. Mang vô lại con. Mang vô lại. Để mày chỉ cho, mang vô, mang vô. Sổ vô. Con chay nè bây giờ nó không cho cắt móng chân nó luôn cô chú ơi. Cắt móng tay nó cho, móng chân nó không cho cắt luôn coi được đời không. Kỳ lạ không. Cầm vô cái chân nó cắt là nó mẩy ngoài ngoài mẩy, nó không cho cắt luôn. Đi. Gì á? Cái gì á? Yêu. 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 Nasty. Chị đi, go wash your hands. Đi, đi vô nhà rửa tay, đi. Nasty. Có ngu thì ngu vừa vừa thôi nghe chay nha. Đi vô nhà rửa tay. Mai mốt là con thấy mấy cái đó con không có đụng vô nghe không? Đi, đi vô nhà rửa tay kìa.
Đi, vô nhà đi, vô nhà đi, rửa tay, đi, lấy lên. Đó, yêu, tay dơ rồi kìa, lấy lên. Tay dơ rồi, đi vô nè, nè, nè. Đi, 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 đi. Bỏ phấn xuống, bỏ phấn xuống. Trời ơi, đừng nói nó lại đó, rửa tay nha. Đây, đây, bỏ xuống đi vô rửa tay đi, mày cho ra chơi, đi. Come. Vô rửa tay, đi. Bước vô. Trời ơi, con nó dục vào phấn à. Bà cố không có lao á nha, bà để cho nhà giống như cái chuồng heo nha. Ừ. Rồi. Trời gì? Con muốn gì? Đi ra ngoài chơi hả? Hả? Đi ngoài chơi hả? Đi ngoài đó con đi chạy lại mấy người kia chơi không à? Đó, đó, đó. Mấy người đó không hút thuốc mà chạy là mấy đâu chi? Mình đã không biết chút tiếng Mỹ rồi mà cái nhà hầu như nhà người ta rồi người ta nói gì là bà trơ, bà trơ mặt. Su hả? Nó kêu lấy su vô cho nó để nó mang đi chơi đó, thấy không? Su. Giờ bây giờ gần nhà rồi, hết thích ở nhà rồi. Su đâu? Đi lại lấy su mang vô đi. Đừng hé cửa làm gì hết. Đóng lại đúng rồi, không đi chơi đâu, đóng cửa lại đi con. Khát nước không? Lại lấy nước uống nè. Lại lấy nước uống nha. Rồi đừng đây nè, mẹ cho bấm chơi coi cái này nè. Để mẹ cho con coi cái này nè. Đừng có bấm tầm 7. Đừng có bấm tầm 7 hư nữa mẹ nè, đấy nè. Rồi bây giờ chơi coi anh hai nè. Đúng. Bây giờ coi anh hai thổi bánh kem nha. Giờ mẹ vô ba bảo nha, vô ba bảo chơi chơi chơi. Cho chơi coi đây nè, đó, coi anh hai thổi bánh kem này nha. Mẹ cận mặt che chút cho cô chú coi coi. Bookers are booking getaway deals starting 15% off. So their tacos are 15% tasty. Đây nè, đây nè. Happy birthday to you. Chị, chị, con hai thổi bánh kem kìa. Thổi, 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 thổi bánh kem với anh hai coi. Lại lên chị. Chị, thổi bánh kem với anh hai đi. Thổi gần á, con thổi gần lại. Đó, bà bảo kia anh hai thổi gần lại kìa. Thổi cho bên hai đi chị. Chị, nó ham chơi phấn rồi phải không? Hả, à, con anh hai thổi bánh kem kìa. Con anh hai thổi giống như tóc rùi không chị? Ủa mà lý do gì ăn bánh kem mà ta? Chị đi. Lật. Vỗ tay. Chay này nó không chịu coi gì hết nay thổi bánh kem vậy tệ. Nè, rồi giờ bây giờ cho cô chú coi cái biểu cảm của Chay khi mà Chay coi lại những cái video clip của Chay nha. Cái kênh YouTube con tên gì mẹ quên rồi Chay. Chay Sky Hoyer phải không? Rồi đây nè. Rồi cái này hát nè. Cô ba làm gì Chay? Cô làm gì nè? Đang để dục rồi bỏ camera đằng chỗ kia, cái nó vô trong phòng, cái là nó làm cái gì đó phải chạy vô trong đây phòng. Đây nè, đây. Bị la. Chị đi. Quay vậy để phá không bị la. Rồi hát đi. Con này. Kìa, coi rồi kìa. Đó, đó, giờ tính làm YouTuber đó cô chú. Nó cái trai phát của mẹ đó. Hát đi. Lung ôm kỷ niệm. Hi, honey. Hi. Are you done with all your videos? Oh, daddy's so sweaty and dirty and smells like gasoline. Really? Then go take a shower. Daddy. Yeah, look at my face. See how sweaty I am? Nè, cho chị coi lại cái video clip là lúc chị gặp bác sĩ nha, cô chú. Nè, coi là bác sĩ nè. You need great marketing videos to grow your business. With Promo, you can create commercial level videos in minutes. Baby, I'm recording. Baby, give me one second. Oh, I didn't know you were recording. Oh, anh chị khóc kìa. Bà biết luôn. Bây giờ bà chào đó, bà không dám chào luôn. Bà biết luôn. Đó. Con chạy khóc kìa. Mang. Chết rồi. Chết
chơi sóc kìa. Rồi, chay vừa mới chích xong 3 mũi mới khóc quá trời khóc. Giờ cô y tá đi ra rồi. Rồi hết rồi, cái đó hết rồi. Nó có 3 mũi à. Hết rồi, còn cái clip nào khóc khóc không? Cái clip nào mà ấn tượng như đây coi. Đây nè, clip mày khóc nè. Nó clip mày khóc nữa nè. Này, clip mày khóc nè. Hả? Animal zoo. Đi đi. Đây là animal zoo. Clip mày đâu khóc đâu. Đây clip mày cũng không khóc nữa. Đó, nó đang coi đó đó cô chú. Rồi coi clip hát với mẹ nè. Hát theo nha. Anh đừng đi. Stay here with me. Anh đừng đi. Nhưng trong tôi bao tối nguyện cho anh đưa đi nữa những bờ môi miếng chặt chẳng thêm một lần nói ra chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mơ mình không thể lâu bền chạy sao con không có có thấy gì chạy sao con không có mấy kiếm ai thường thường là con ưa làm mấy cái đó đó mà chạy chỉ vì tôi ngây ngô trời đất ơi cái đó làm hư dơ máy tính tôi rồi kìa thời gian sẽ minh chứng tất cả và cũng có thể quên đi bỏ mặc chúng ta shopping for something tay ấy buông xuôi vì chẳng check Google cần before you check out bên. Rồi chay nè, khóc này nè, cái này khóc nè. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mây thấu đâu là chạm đáy nỗi đau. Rồi đó, chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Đó, đây nè. Đó. Chưa. Trời đất ơi. Đó, thấy chưa? Khóc. Ờ, chị khóc sao? Chị khóc sao? Chị khóc sao? Đó, đây là cô chú ơi. Đó, chị khóc sao? Chị khóc sao? Khóc lại cho mẹ nghe coi. Khóc sao? Hả, con khóc sao? Khóc lại mẹ nghe coi. Con chay chay này. Khóc lại mẹ nghe đi con. Khóc đâu, chị khóc đâu chị mẹ coi, chỉ cô chú coi. Chị khóc sao? Chỉ cô chú coi coi. Hồi nãy giờ ngồi sơn móng tay hả? Trời ơi, này, đó, nó ngồi nó sơn móng tay. Tôi đâu hề hay biết cho nó làm nè. Đó, giờ máy tính rồi, sơn móng tay cho mẹ đi. Xong ngón tay cho mẹ đi. Trời ơi, nó gỡ ra rồi xong nó bài lên cái máy tính của tôi. Hình như cái video clip ban đầu. Đầu thôi dạ, cô chú. Đừng.